Chào bạn, mình là Hoàng An, chào mừng các bạn đến Mark Channel. Từ trước đến nay thì bao cao su được coi như là một thứ công dụng thần thánh với rất nhiều chức năng khác nhau. Không chỉ giúp bạn an toàn mỗi khi lâm trận, mà bao cao su còn thể sử dụng như là garo bố vết thương này, mang bọc thực phẩm, làm túi chống đá. Và hôm nay thì tớ muốn nhấn mạnh, bao cao su có thể làm túi chống nước cho điện thoại nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc so găng đấu chiến giữa bao cao su và túi chống nước, xem là cái nào có công dụng chống nước tốt nhất. Chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên thì mình sẽ thử độ chống nước đối với túi đựng chống nước như thế này. Và mình sẽ có thêm một tấm giấy để cho vào đây để xem là giấy của mình có bị ướt hay không. Mình sẽ bật cái tính năng mà đếm giờ ở trên điện thoại lên để có thể là thử đếm trong tầm 1 phút thì nước có sẽ bị vào bên trong điện thoại hay không. Bắt đầu. Ui, sao mà sao lại ra khói thế? Rồi, nước nó có vào không ta? Bình thường mọi người đi bơi, mọi người cũng phải nó bắt đầu di chuyển chứ, bảo nó ngồi yên một chỗ làm sao chịu được đúng không? Đấy, 58, 59, 60. Ok, có thể vớt em lên rồi. Mình sẽ thử mở xem là bên trong nó có bị ướt. Lúc mà mình mở ra thì nước nó sẽ chỉ vào một cái phần khóa chốt này. Mình sẽ thử rút điện thoại ra nhé. Hay có vấn đề gì không? Còn khô không khóc, yên tâm. Anh em yên tâm, đây là do tay mình ướt thôi nha. Mình sẽ thử cầm giấy ra xem nào. Em ướt đây, chị xem nào. Vâng. Khô nhưng chưa bao giờ được ướt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần thử nghiệm về test cảm ứng của nó nào. Trong điều kiện dưới nước thì khi mình sử dụng túi chống nước thì mình không thể cảm ứng được cái điện thoại này. Ơ cũng được đấy, bắt đầu cảm ứng được rồi đấy. Cũng cảm ứng được chút chút. Ui. Bây giờ thì mình sẽ test bài chụp ảnh dưới nước luôn. Đây mình sẽ sử dụng hai em Misa. Muốn lấy nét cũng khó các bạn ạ. Nên là mình muốn chụp ảnh thì mình sẽ sử dụng cái phím cứng là cái nút tăng giảm âm lượng ấy để có thể chụp ảnh được dễ dàng hơn. Mong nó dễ dàng. 3, 2, 1. Cười lên nào em ơi. Một kiểu ấy. Cái những bức ảnh này thì mình cảm thấy là nó khá là mờ. Lúc mình cố lấy nét thì cũng không thể lấy nét được. Có thể là mình đã chụp gần quá nên là máy khó lấy nét hơn. Bài test tiếp theo chính là bài test gọi điện thoại cho người thân. Alo. Alo, cháu nói này có nghe rõ không? Alo. Có nghe đi đâu. Ui dồi ôi, không nghe gì à? Alo, alo. Mình chỉ nghe được cái người mà mình gọi đến thôi chứ người ta cũng chẳng nghe thấy mình nói gì cả. Bây giờ sẽ đến bài test. Mình dùng bao cao su để chống nước cho điện thoại. Trời ơi, tốt lươn nào chú ơi. Lát bài vào sâu nhá. Trời ơi, chú ơi, cháu chưa dùng cái này bao giờ. Hỗ trợ làm sao chú ơi. Đúng rồi. Có kinh nghiệm hơn rồi đấy. Không được chú mà. Giấy cho vào trong. Đầu tiên với bao cao su thì mình sẽ test là trong vòng 1 phút thì bao cao su có bị nước vào hay không. Mình sẽ buộc chắc chắn lắm rồi nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái phần mà nó không ôm sát vào điện thoại thì nó phồng cả lên. Mong là không có tí nước nào vào trong đấy. Ok, 1 phút đã xong rồi. Sau 1 phút mình ngâm dưới nước thì mình sẽ bóc ra xem là nước có vào được trong này không. Mạnh mẽ nào. Yeah. Mình thấy thì giấy nó cũng khá là khô. Tiếp theo là mình sẽ test phần cảm ứng của máy lúc nó ở trong chậu nước này. Với bao cao su thì cảm ứng nó gần như là không cảm ứng được. Tiếp theo thì mình sẽ có bài test liên quan đến chụp ảnh của máy. Các bạn có thể thấy là cực kỳ khó lấy nét luôn ấy. Máy ảnh này còn mờ hơn là khi mình sử dụng cái túi chống nước. Dã man tàn bạo. Tiếp theo thì mình lại muốn treo ông 3G một lần nữa. Ok, nào xuống đây. Gọi chú 3G lên nào. Xem chú có cho thêm dung lượng để dùng hàng tháng không? Tình hình là rất tình hình. Khi mình sử dụng bao cao su thì mình gọi đến thì mình còn chả nghe thấy người ta nói gì cơ. Nên là mình nói người ta cũng không nghe nói gì luôn. Alo chú ơi. Cho thêm dung lượng 3G chú ơi. Qua 4 bài test thì mình thấy rằng với bài test đầu tiên, thử thách chống nước là 1 phút, cả hai giấy quỳ nếu không bị ướt. Mình thấy là khá là tốt về sự chống nước của hai em này. Cái bài test thứ hai là về phần cảm ứng. Với bài test cảm ứng ở dưới nước thì túi chống nước mình thấy sử dụng cảm ứng được tốt hơn và không bị loạn cảm ứng trong điều kiện dưới nước. Còn với bao cao su thì mình không thể tài nào cảm ứng được mà muốn cảm ứng thì nó cũng loạn sinh ngậu quả lên. Với thử thách thứ ba thì khoảng cách giữa điện thoại với cả vật thể nó khá ngắn nên là khi chụp ảnh thấy bị mờ và khó để lấy nét. Nhưng mà mình thấy khi mình chụp bằng cái này thì lấy nét nó cũng đỡ hơn. Nếu mà muốn sống ảo thì chắc là chỉ có dùng túi chống nước thôi. Với bài test thứ tư, mình đã cố gắng gọi ông chú bên 3G của mình để có thể giúp mình tăng dung lượng. Thì với em túi chống nước, mình có thể nghe rõ ông chú mình nói gì nhưng mà ông chú thì vẫn không nghe rõ mình nói gì.
với bao cao su. Thì khi mình gọi ông chú 3G thì ông chú ấy nói giọng kiểu nữ tính hơn hẳn. Ui dồi ôi, éo. Đây chỉ là một bài test vui vẻ thôi, chứ chả ai dở hơi đi lấy bao cao su bọc điện thoại chống nước cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại.